Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật, thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 25 tháng 11, cũng là ngày Chủ nhật, tức là thường lệ theo chương trình của Tịnh Xá Ngọc Vân, chúng ta học về giáo Pháp. Vậy trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Thì hôm nay chúng ta cũng bắt đầu bài kinh 66. Thì bài này tôi đã giảng tới nay gần 30 năm, tức là hôm nay là lần thứ tư. Thì tôi, cái trăn trở của tôi từ xưa giờ là cái giáo lý của người trời và cái giáo pháp của Đức Phật. Thì trước kia Thái tử Siddhartha đã có 62 tôn giáo ngoại đạo, đều là cải sửa pháp môn, có đạo sư, có điều kiện, có lai rai, có chứng đắc, nhưng không có chấm dứt vấn đề đầu thai, tức là chấm dứt vấn đề sanh tử. Đó là một điều đau đớn, nhức nhối cho những người đi tìm cầu giải thoát. Thì chúng ta thấy vẫn lẫn quẩn thôi. Tới Thái tử Siddhartha, Ngài 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, Ngài cũng trăn trở về vấn đề chấm dứt sanh tử. Thì trước khi đi xuất gia, Ngài đã xin với vua Tịnh Phạn rồi: nếu bệ hạ mà thỏa mãn 3 điều thì con xin ở lại với bệ hạ. Thì một là sống mãi không chết, hai là trẻ mãi không già, và ba là khỏe mãi không đau. Nhưng vua Tịnh Phạn làm sao làm được cái đó? Và thời bấy giờ 62 tôn giáo cũng chưa ai làm được. Chỉ có thể từ cái cõi thấp, chẳng hạn như cõi dục giới của chúng ta, thì tuổi thọ bây giờ giỏi lắm là 100 tuổi, mà cũng ít đó. Nhân sanh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi thời buổi này là hơi khó kiếm rồi. Thì giỏi lắm là 100 tuổi phải chết. Còn nếu cõi trời sắc giới có thể sống hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ tuổi, thì theo sơ nhị hay tam thiền. Rồi tới cõi trời vô sắc thì sống hàng tỷ 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 năm. Nhưng so với cái thời gian bao la của vũ trụ thì nó cũng chẳng là bao. Bởi chúng ta biết rằng ở cõi người của chúng ta 100 năm thì bằng cõi trời sắc giới có 1 ngày 2 ngày thôi. Thì cái mà tuổi thọ của cõi vô sắc tuy là hàng tỷ 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 năm, nhưng so với cái vô lượng vô biên thì nó chỉ là hạt cát trong bãi sa mạc. Mà Đức Phật cũng như chúng ta muốn tìm cái bất tử trong cái sanh tử này. Nhưng trước kia là 62 tôn giáo không tìm được, mà lại tìm được những cái đồ nhái, rất là dồ dỗm giống như vậy, mà không thấy cái chỗ hớ, cái lỗ hổng, cái sai lầm nó. Chỉ có Thái tử Siddhartha mới tìm thấy. Nhưng Ngài cũng không tìm ra cái thật, Ngài chỉ cái chỗ sai lầm của cõi cao nhất là cõi vô sở xứ và phi tưởng, phi phi tưởng. Vô sở xứ thì thấy mình tương tự, tương đương với A-la-hán, tương tự, tương đương với Như Lai, nhưng thật sự cách xa một trời một vực. Tới chừng Thái tử mới nghĩ cái chỗ sai lầm đó, thì tất cả cõi trời phi tưởng, ông Quốc Đầu Lâm Phất A La La mới hỏi Ngài cái sự thật của A La Hán và Như Lai, thì Ngài cũng chưa đắc. Rồi cuối cùng Ngài phải tự tìm lấy. Thì sau 49 ngày ở dưới cội Bồ Đề, Ngài thấy được cái bất tử. Thì cái đạo Phật mới có từ đây. Nhưng Đức Phật nói nó lạ lùng thay, trong cái sanh tử đã chứa cái bất tử nằm trong đó.
trong cái vô thường đã tùy thuận cái chân thường ở trong đó, mà chúng sanh vì cái vô minh, vì cái mê mờ, cái mờ mờ từ vô lượng kiếp đã có cái tập khí, cái thói quen là cải sửa, không thể bỏ được. Cho nên Ngài thấy rằng cầu giấu quá cách mấy thì chúng sanh cũng trở lại cái thế cải sửa thôi, cái thế thần thông của tư tưởng thôi. Chính tôi thấy bây giờ quý Phật tử cũng vậy đó, đã học giáo pháp rồi, nhưng mà rồi cũng là trở về thế tư tưởng, thế thần thông thôi. Thích hào quang, thích thần thông, thích các điều lạ, chứ không dám nhận sự thật như là sự thật. Mình có những lỗi lầm thì mình phải cải sửa, thì cái đó là cái đúng. Nhưng sai với đạo Phật, nếu mà ta chỉ mình nhận được, mình bảo thủ. Còn không bảo thủ thì cải sửa, mà chỉ nhận nó như là nó thì chúng ta thấy chúng ta không dám làm, không dám làm những cái đó, vì cái thói quen của chúng ta. Thành ra cái khổ của đạo Phật là tập. Tập là gì? Là cái thói quen. Thói quen này đã có từ vô lượng kiếp, nó thâm căn cố đế rồi, không thể cải sửa được. Thì chúng ta thấy như những cái chế độ, chưa chế độ quân chủ, thì chế độ nào cũng có cái tốt, cái xấu rồi đó. Nhưng muốn tìm một cái chế độ hoàn toàn tốt thì hầu như là không có. Cứ cải sửa quân chủ rồi lên chế độ dân chủ, rồi qua chế độ đủ hết, rồi chế độ chủ nghĩa xã hội, chế độ cộng sản, rồi đi tới vô sản. Thì vô sản là đúng đấy, nhưng mà vô sản lại là bắt chước theo đạo Phật, nó đồ nhái đó, giống giống mà cũng không phải nữa. Thì chỉ có Đức Phật mới đi tới vô sản thôi. Mà vô sản tức là phải giữ lực cho nghiêm túc, cho nhiều. Chúng ta thấy như tỳ kheo đó phải 250 giới, người nữ phải 348 giới, và sống biệt lập nhau, không có sống chung được, không có đồng chí đồng rận mà ở chung nhau được. Thì chúng ta thấy là như vậy đó. Mà thời Đức Phật cũng vẫn còn rơi rớt đó. Tới chừng mà sau này thì cái giới lực bị bỏ bớt, khó mà giữ lắm. Thành ra sau này ông Các Mắc Angel, ông có nghiên cứu đạo Phật, ông muốn lập ra cái giáo hội giống như Đức Phật, tức là tuổi đảng. Thì ở đây kêu là tuổi đảo, tức là không nhà, không cửa, không vợ, không con, sống chung với nhau thôi, nhưng không được. Nếu chúng ta coi cái quyển Tề Thiên Đại Thánh đó, chúng ta thấy cái lúc cuối cùng đó, thì có lục nhĩ nhĩ hậu. Khi nào tôi rảnh tôi sẽ kể câu chuyện đó, nó giống hệt như Tề Thiên thôi. Thì theo đạo Phật thì có một căn thôi, nhĩ căn viên thông. Một căn thì có thể dùng cho sáu cách. Cái lỗ tai có thể nghe, có thể thấy, có thể ngửi, có thể nếm, có thể nói. Nhưng mà cái đó thì ngoại đạo làm sao biết được. Nó nghĩ là phải sáu cái lỗ tai, một lỗ tai nghe, một lỗ tai thấy, một lỗ tai ngửi. Do đó nó giống hệt như là Tề Thiên thôi. Thì ở đây cũng vậy. Sau khi đạo Phật mất rồi thì các nhà học giả như Các Mắc Angel là mới tổ nghiên cứu đạo Phật, mới lập ra cái đảng giống hệt như vậy. Nhưng mà sai, sai nửa đường tơ là đất trời liền phân cách. Chúng ta thấy cái khó ở chỗ đó. Đối với đạo Phật đó thì nam nữ là thọ thọ bất thân, không bao giờ mà có thể ở chung, sống chung được. Thành ra Đức Phật là không có thông người nữ. Mà đằng này có đồng chí nam, đồng chí nữ thì trước sau thì cũng rớt thôi, rồi rớt lộp độp thôi, là không có giáo hội nữa. Vậy thì cái gì là cái gốc của đạo Phật? Thì mấy cái bài mà tôi đưa ra với Phật tử đó là đa số rất hay. Trả cái dàn bài thì hầu hết chỉ trả khá, còn giải thích cái dàn bài chi tiết thì chỉ có 3-4 người thôi, nhưng Huyện Khánh, cô Như Nhật hay một số ít. Nhưng mà tóm cái gốc, không ai nắm được cái gốc hết đó. Nó khó cái chỗ đó.
cái dàn bài thì có sẵn, như bây giờ chúng ta trả bài kinh Sớp Sáu này là trả cái dàn bài. Rồi sau quý vị còn phải giải thích cái dàn bài đó cho ra chi tiết. Nhất là câu thứ nhất, 36 pháp, thì phải giải thích 36 pháp này, thì nó nằm ở trong con người mình. Nếu mà 6 căn tiếp xúc duyên khởi với 6 cận, thì ra nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái, tới đây là A-la-hán đấy. Thì nó nằm ở trong con người mình. Nhưng mà bài kinh nó dừng ở chỗ này, thì theo đại thừa nó dừng ở đây mới là A-la-hán thôi. Mà chúng ta để ý 6 ái là gì? 6 ái là tư tưởng. Mà tư tưởng muốn phát hiện thì phải có cái gì cung cấp chất liệu cho nó. Thì theo đại thừa cái đó chính là ý chí, là mặt na. Mà chất liệu nó phải có cái chỗ chứa, chứa ở đâu, thì cái kho đó chính là ai lại gia. Thành ra cái mặt na, cái ai lại gia là hai cái thuộc về tâm, rất mà khó hiểu. Thành ra bữa có cô nào viết tôi thấy rất hay, nhưng mà tôi không biết tác giả là ai, tới nay tôi cũng chưa giảng. Thì bài kinh số 6 này sẽ trả lời hết, trả lời hết. Cái này tôi có giảng rồi, nhưng mà tôi giảng đại cương rồi, chúng ta sẽ đi vào chi tiết của cái bài giảng hôm nay. Thì chúng ta sẽ đi từ từ. Thì quý vị thấy là không phải là tôi đặt ra, nhưng mà Đức Phật chúng ta phải bì bõm lội trong nhiều bài, chúng ta gom nhóm lại. Quý vị coi tập Nhị Nhân Duyên thì cũng vậy, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Từ lục nhập đó tức là 6 căn xúc đối với 6 trận. Lục nhập thì có xúc, thì giống hệt bài kinh 66, nào 6 xúc. Rồi xúc thì có thọ, 6 thọ. Mà thọ thì có ái. Ái rồi trong thập nhị duyên còn có thủ nữa. Có thủ rồi phải có hữu nữa. Thủ chính là mặt na, mà hữu chính là ai là gia vậy. Thì cái này cũng của Đức Phật chứ không phải của tôi. Nhưng mà đại thừa mới dựa chỗ này mới giảng ra rộng. Còn nếu chúng ta dừng ở chỗ ái thì đó là do tam giới mà có. Ái dục, ái sắc, ái vô sắc. Ái dục là năm giới trở xuống, ái sắc là tám giới, ái vô sắc là 10 giới. Thì hết. Nhưng mà còn mặt na ai lại gia? Diệt thì diệt được. Thấy rõ được mặt na ai lại gia, làm sao thấy rõ được? Rồi chúng ta sẽ thấy ai lại gia nó thuộc về sát na, kêu là pháp chấp. Mà mặt na nó thuộc về chu kỳ, là ngã chấp. Sau này chúng ta đi sâu vào đó, để chúng ta còn trả lời 10 câu hỏi trong này nữa, một cách cho rõ ràng. Vậy thì hôm nay chúng ta đi vào bài kinh 66, để rồi bữa nay hoặc kỳ tới nữa chúng ta trả ba cái câu hỏi của ba bài. Một thực tại vì tư tưởng và bát nhã, nhưng mà có ba phương diện, ba câu chuyện. Câu chuyện của Huệ Năng và Quyền Giác, câu chuyện của Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma, và câu chuyện giữa Phú Lầu Na và Xá Lợi Phất. Thì ba câu chuyện đó quý vị trả bài rất hay, nhưng mà trả cái dàn bài thôi. Còn giải thích chi tiết thì có ông Thiện Khánh với con Như Nhật rồi thôi. Bữa nay chúng ta trả lại, kỳ này hoặc kỳ tới nữa cho tạm chấm dứt. Còn cái cốt lõi thì chưa có ai mà nắm cái cốt lõi đó. Cái cốt lõi mới là cái chánh. Nếu mà chúng ta tu theo chi ly thì 100.000 kiếp chúng ta chưa thể đắc là hán được. Nhưng mà nếu không có chi ly thì sẽ không, cũng như cái chài thì nó bủa ra rất lớn, nhưng mà quý vị phải nắm cái chóp thôi. Nhưng mà phải đi chi ly mới nắm cái chóp được. Thì cái chóp đó là A-la-hán và Như Lai, đạo Phật cứ có bấy nhiêu thôi. Thì trong tất cả những cái bài tôi đưa đó thì cũng là A-la-hán và Như Lai thôi. Nhưng mà có nhiều cách, nhiều cái pháp môn, nhiều cách thức để đi tới A-la-hán, và có nhiều cách thức để đi tới Như Lai. Thì quý vị phải nắm được cái chóp đó. Rồi bất cứ ở đâu giảng, bất cứ kinh nào, quý vị cũng nắm cái đó, quý vị có thể đi vào đạo Phật một cách tương đối dễ dàng, không bị lạc.
không bị lạc. Và nhất là thời buổi này thì người ta giảng theo ngoại đạo rất nhiều, tức là đi về tư tưởng, đi về thần thông, đi về cái vỏ bên ngoài, cái nước sơn, mà không đi sâu vào cái chất liệu, cái phẩm của đạo Phật. Đạo Phật không phải là cái vỏ mà là cái ruột. Tốt vỏ hơn tốt nước sơn, tốt ruột chứng đắc chứng chắc hơn. Thành ra đây tôi muốn quý vị ngoài một chút hình thức thôi, rồi chúng ta phải đi sâu vào nội dung. Nếu mà kiếp này chúng ta không đắc được nhập lưu nhất chẳng lai bất lai A-la-hán thì nhờ đó chúng ta cũng sanh về cực lạc. Mà về cực lạc thì chắc chắn chẳng sanh về đó là nhập lưu liền ngay trong lúc thấy Phật A-di-đà, thấy thế giới cực lạc. Còn nếu mà có Phật Thích Ca thì chúng ta khỏi cần giảng sanh vậy đó. Chỉ quý vị chỉ cần gặp Thích Ca một lần thôi là quý vị đắc quả nhập luôn. Còn có vị mà có tu tới tam thiền, tứ thiền thì có thể gặp Phật Thích Ca đắc quả bất lai và A-la-hán luôn. Còn nếu mình mới có người trời, dục giới có thể đắc quả nhập luôn. Thì cái đó chúng ta sẽ giảng sau. Lần lần chúng ta đi sâu vào. Thì tôi tiếc rằng cái bài tôi giảng thì những người mới sẽ không hiểu gì hết. Có nhiều người than với tôi mà tôi thấy đúng vậy ấy. Phải nghe nhiều lần. Mà nhiều lần nếu mình không có sự tha thiết thì cũng khó hiểu. Có người đem bài tôi về rồi tôi năn nỉ coi là 15-20 lần là mới hơi hiểu hiểu thôi. Còn nếu có người hướng dẫn thì quý vị sẽ đốt giai đoạn đi thẳng. Đặng tiếp tục nghe tôi giảng thì mới có cái trình độ tương đương với nhau. Bây giờ tôi bắt đầu giảng sâu á. Đi kỳ đầu 2 năm đầu tôi giảng về tư tưởng không, tôi không mới biết Bát Nhã, biết là biết trên lý thuyết thôi. Nhưng mà so sánh ngũ âm ma thì chỉ có kinh Thủ Lăng Nghiêm là độc đáo nhất thôi. Rồi kỳ thứ nhì là tôi xen Bát Nhã vô, nhưng mà nó không có rút ráo, cũng đi về tư tưởng nhiều thôi. Tới kỳ thứ ba thì đây mới là tư tưởng Bát Nhã, mới là sống tích nhạo. Kỳ này thì là đi chi tiết á. Thì tôi thỏa mãn á. Kỳ này có lẽ tôi giảng kỹ hơn. Thì tôi cũng già rồi, xong rồi thì tôi đã đi thôi. Bổn phận tôi đã làm xong rồi. Thì có một số đã hiểu được. Thì như vậy tôi cũng thỏa mãn lắm rồi. Chứ cái tư tưởng Bát Nhã là cái khó nhất của Đạo Phật. Nếu quý vị lầm cái tư tưởng là Bát Nhã thì quý vị lọt ngộ ấm mà. Ngũ âm ma thì không đáng sợ, nhưng sợ mình chấp ở đó rồi mình xuống địa ngục ngạ quỷ rồi không biết đời nào mình mới dối lên được thân người. Cái thân người là rất khó đắc, rất khó đắc. Thành ra trong kinh mà quý vị nghe Đức Phật mà kể cái thân người đó, đất ở trên vũ trụ đó thì vô lượng vô biên, mà cách mang được thân người cũng như một chút đất ở trong cái móng tay. Có cái câu chuyện mà Minh Quy cùng một vị kỳ thường nhé, con rùa đuôi ở dưới đáy biển, nó trồi lên trên mặt biển đó, thì nó gặp cái cây khô mà có cái bọng đó, mà nó có đùa mù, nó làm sao biết 100 năm nó mới trồi lên được một lần, mà nó đút cái đầu vô được cái bọng cây đó thì 100 lần mới được một lần thôi. Thì Ngài ví dụ là cái thân người khó như vậy đó. Thành ra quý vị đọc cái bài kinh này, quý vị mới thấy là mình từ địa ngục vô gián, hữu gián, rồi lên ngạ quỷ, lên súc sanh, rồi mới lên được thân người. Mà ngạ quỷ súc sanh là cái thân bản năng. Thì ở đây quý vị mới biết là cái nhân quả và cái nghiệp nó khác nhau sao. Cái câu đó mà quý vị thấy mấy vị tổ hồi xưa đó mà còn làm lạc đấy. Đạo nhất đó, tức là ấy đó là ông mới được giải quyết cho cái ông trụ trì đó. Ông đệ tử hỏi bậc đại tu hành có lạc nhân quả hay không, thì ông nói bất lạc nhân quả, nói cái đó là sai rồi. Thì ông biết sai, ông nói là ông biết sai, nhưng mà cái đúng là sao ông không biết. Cũng như ngoại đạo, sau khi mà thái tử Siddhartha chỉ cái vô sở xứ phi phi tưởng, không phải là không phải Như Lai, nhưng mà cái đúng là sao chính thái tử cũng không biết, nhưng mà biết sai. Biết sai mà không biết cái đúng thì cái này nó gặm nhấm hoài, không bao giờ mang thân người được, cứ mang thân chuồn, mang thân con cáo giả.
mà cô cánh hồng khổ khoái cái câu chuyện này. Thì chúng ta thấy đó là 500 kiếp rồi mà cái trở lại cáo già bài biết không có trả lời được câu đó. Tới chừng mà đạo nhất lợi đó làm trụ trì rồi thì ông giảng pháp rất hay, thì ông này mới hỏi. Sau khi mà bài giảng xong rồi, ông nói, ông đạo nhất mới nói, sao mà còn ông ở đây làm cái gì, ông dường như có thắc mắc gì. Nói phải, tôi trước kia là trụ trì tại núi này, nhưng có một đệ tử hỏi tôi một câu, tôi trả lời nhưng mà tôi thấy không ổn, nhưng mà tìm cái câu cho ổn tôi tìm chưa ra, do đó tôi cứ mang thân chồn hoài, mang thân cáo giả hoài. Thì nói ngài hỏi đi. Thì đệ tử hỏi tôi là bậc đại tu hành, tức là người thánh nhân đấy, có lạc nhân quả hay không? Thì tôi trả lời bất lạc nhân quả. Bây giờ ngài cho tôi một câu để tôi thoát được cái thân cáo già này. Thì đạo nhất là nói trả lời là bất muội nhân quả. Chữ muội với chữ lạc nó khác nhau rất xa. Chữ lạc là rơi rớt, bất lạc nhân quả là bậc tại tu hành không còn rớt vào nhân quả nữa. Không rớt nhân quả đi đâu? Tới Đức Phật còn phải lọt vào nhân quả mà. Nhưng mà vĩnh viễn A-la-hán Phật không có nghiệp, chỉ có nhân quả thôi. Vậy nhân quả với nghiệp khác nhau làm sao? Thì đạo nhất trả lời rằng bất muội nhân quả, tức là cũng rớt trong đó mà không có mê mờ. Không có mê mờ nhân quả, ở trong nhân quả mà không mê mờ, tức là không dính mắc vào nhân quả, thì có nhân quả cũng như không. Thành ra bây giờ rất sai lầm ở chỗ đó, tôi mới giảng bài kinh 66 này rất là rõ. Từ địa ngục vô gián hữu gián cho tới ngạ quỷ súc sanh đều nằm trong nhân quả, nhưng mà vẫn muội chứ không có là bất muội. Còn từ cõi người trời trở lên là đang cải sửa nhân quả, thì đó kêu là nghiệp. Loài thú chưa có nghiệp. Thì chúng ta thấy cái nghiệp với nhân quả là một vấn đề rất là khó hiểu. Nhất là bên Nguyên Thủy, bên Tiểu Thừa nó thắc mắc cái này nhiều lần. Quý vị coi cái quyển kinh Na Tiên Tỳ Kheo đó thì ông Na Tiên trả lời rất hay. Nghiệp làm chủ hết cõi này. Chúng ta đến thế giới này là do nghiệp. Chúng ta hành động theo nghiệp. Chúng ta chết vì hết nghiệp. Rồi nghiệp sẽ đầu thai vào một cái xác thân mới. Chỉ có nghiệp thôi. Kêu là nghiệp cảm duyên khởi. Nhưng mà cái hớ, cái lỗ hổng của Kinh Tiểu Thừa là không thấy rằng cái chỗ chứa nghiệp. Thì vua Mi Lan Đà mới hỏi Na Tiên, Na Tiên mới trả lời bốn câu trả lời rất là khích khao. Chúng ta thấy rất hay. Nhưng mà có lỗ hổng. Xin Đại Đức cho một cái thí dụ. Ông nói không có cái gì chứa nghiệp hết đó. Không có cái chỗ chứa. Thí dụ như cái hột xoài. Ngài thấy ăn cái cây, cây xoài, trái xoài còn cái hột, rồi đem ương xuống rồi hột lên cây. Đâu có cái gì chứa trong. Có cái chủng tử gì của con hột rồi đâu. Hột xoài nó lên cây thôi. Cũng như ngài ra ngoài biển ngài thấy sóng. Sóng nó lên rồi nó xuống nó chấm dứt, thì cái sức mạnh của lượng sóng là cái nghiệp nó kéo lượng sóng mới. Đâu có cái gì chứa trong lượng sóng trước mà đem qua lượng sóng sau, không có cái vụ đó. Còn hai ba cái vụ nữa nhưng mà tôi không nhớ. Còn đó tôi coi rồi tôi thấy rất là khích khao, đúng như vậy. Nhưng mà qua bài kinh 66 mà tôi thấy chật nhiều quá. Nửa sau chúng ta sẽ đem cái kinh Na Tiên Đi Kheo Mi Lan Đà vấn đáp, chúng ta sẽ trao đổi nhau. Tôi muốn trao đổi thôi chứ tôi không có giảng. Nhưng mà được ra rồi coi Phật tử học rồi thấy cái chỗ sai như thế nào và sửa như thế nào. Rồi vấn đề đầu thai cũng vậy đó. Thì vua Mi Lan Đà hỏi Na Tiên, chứ bây giờ một người chết, hai người cùng chết một lượt, một người sanh về cõi trời dục giới, một người sanh về cõi sắc giới, tam thiền của sắc giới, người nào đến trước? Thì vua Mi Lan Đà
trả lời, Na Tiên Tỳ Kheo trả lời một lượt. Thì vua Mỹ Lan Đà đâu có dễ chịu, ngài cho thí dụ. Ngài nói giờ bệ hạ, nghĩ tới cái chỗ bệ hạ sanh trưởng, quê bà ở đâu, nó cách đây cả mấy 200-300 cây số. Giờ bệ hạ nghĩ tới được không? Được, bệ hạ nghĩ đi. Rồi bây giờ cái thủ đô của bệ hạ ở đâu, nó cách đây có 5-7 cây số. Bệ hạ nghĩ được không? Được, bệ hạ nghĩ đi. Bây giờ hỏi bệ hạ nghĩ tới thủ đô bệ hạ gì, nghĩ tới quê quán của bệ hạ, cái nào tới trước? Thì nhà vua nói một lượt. Mình thấy thì rất hay, rất đúng. Nhưng mà nếu mình học qua cái thế giới của chu kỳ, thế giới sát na, thì mình thấy không ổn. Mà không ổn chỗ nào? Cho tới 4 thí dụ đó, tôi thấy rất hay. Nhưng mà thôi, đây không phải là để giảng cái đó. Rồi sau này quý vị cùng tôi trạch pháp. Tôi có một cái quyển Na Tiên Tỳ Kheo đó, nó tới 3-4 người dịch đó. Có Na Tiên Tỳ Kheo của Bắc Tông, tức là chữ Hán, dịch ra tiếng Việt thì nó không hay lắm. Có cái quyển Na Tiên Tỳ Kheo của Pali, tức là Nam Tông, thì ông giới nghiêm đó, ông dịch rất là đầy đủ. Nhưng mà nếu mình không có duy thức, mình không hiểu chu kỳ, không hiểu sát na, thì mình không thấy cái chỗ hổng đó, cái lỗ hở đó. Nếu mà nắm cho vững thì mình sẽ hiểu. Mà nếu không hiểu được cái đó là chúng ta không thể nào tin được pháp môn tịnh độ được. Hiểu cái đó rồi, cái pháp môn tịnh độ rất là vững. Còn không là biên tá bát, pháp môn tịnh độ phải lật nhào liền. Môn tịnh độ là thế giới của sát na. Mà trong kinh tiểu thừa ít có khi nào dám đụng tới đó. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm miệng cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Còn cái kia là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm miệng, miệng cười, an trú trong hiện tiền, sát na đẹp tuyệt vời. Thì cái kinh Kim Cang đó là cái chỗ bà lão mà hỏi ông Đức Sơn đó. Ông Đại Đức đòi điểm tâm, mà Đại Đức là sớ sao kinh Kim Cang, mà Kim Cang có câu quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Vậy thì Đại Đức điểm cái tâm nào? Quá khứ không có, hiện tại không có, vị lai, mà Đại Đức đòi điểm cái tâm, mà tâm nào mới được? Thì Đức Sơn chới giới, không ngờ cái bà lão này, bà lão thì là đệ tử của Long Đàm. Ông tính lên là ông đã phá Long Đàm, mà nay gặp bà lão đệ tử mà cho một câu là ông chới giới. Ông mới vỗ đầu suy nghĩ. Thì bà lão quất một câu nữa: Đại Đức biết thì biết, không biết thì thôi. Đại Đức suy nghĩ là một phút nghĩ suy, mây bay ngàn dặm, Đại Đức ra khỏi quán. Thế là phải quải cái tù ti ba mớ kinh sớ sao gì Kinh Cang ra khỏi quán. Thì chúng ta thấy cái chỗ hở của Đại Thừa và Tiểu Thừa nó rất hay. Nếu chúng ta không đi qua sát na là chúng ta không trả lời được trong cái cõi đời này. Thành ra bên Nam Tông thường thường như miếng luật là không có trái tăng, không có cầu siêu cho những cái vong chết. Chết là đầu thai liền, chứ không có cái thân trung ấm. Nhưng bây giờ cách mạng cũng phải đầu hàng. Có những cái ngoại cảm gì đó cho hay, nhờ đó bị thời mà Việt Nam với Mỹ mà chiến tranh đó, mấy người chết rất nhiều, bộ đội chết rất nhiều, không có kịp chôn. Bây giờ không biết xác ở đâu. Thì mấy nhà ngoại cảm nó ngồi, nó nhập vô, nó đi tìm những cái vong đó để nó giao cảm với những cái vong đó. Thì vong đó sẽ chỉ cái chỗ chết, đào lên có xương đồ đàng hoàng, có những cái ấn chứng là nó tên gì rõ ràng trong đó. Vậy thì không có thức thứ tám, không có ai la, thì cái đó là cái gì? Chúng ta thấy là cuối cùng là còn phải có mặt na, có ai lại ra. Bây giờ khoa học cũng đi tới cái đó, nhưng mà mờ mờ khoa học đó giờ có sót thức thôi, cái ái là hết. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.
thấy nghe hửi nếm rờ tưởng biết. Cái biết là cái thức thứ sáu. Còn cái ý chí và cái ai lại ra khoa học không biết. Khoa học bây giờ kêu đó là tiềm thức và vô thức. Mà cái sự chuyển biến của tiềm thức và vô thức như thế nào, khoa học đầu hàng, hai tay hai chân luôn. Mờ mờ mà duy thức giải thức rất rành. Rành mà không rành, chỉ dành cho những người nào đã có thiền định rồi. Thành ra câu hỏi của cô nào đưa vô rất hay mà không hay. Tôi muốn gặp cổ để hỏi coi cổ trình độ cỡ nào. Cổ đã nhập nhị thiền, tam thiền thì mới có thể hiểu được. Còn không thôi đừng có đụng tới nó. Chính bên Nam Tông còn sợ cái mặt na ai lại ra. Còn khoa học bây giờ sau khi mà cái định luật tương đối cái ảnh te ra, E và MC bình phương, tức là năng lực có thể chuyển thành vật chất có thể chuyển thành năng lực. Năng lực tức là thức, vật chất tức là M là sinh lý, vật lý và tâm lý luôn. Tất cả những gì mà có điều kiện, ai nói đúng là pháp. Chút nữa chúng ta sẽ đi sâu cái pháp của đạo Phật rất là khó hiểu. Mà ông Thiện Khánh ổng thường thắc mắc cái đó mấy năm trước. Tôi cũng giải thích tạm ổn, bây giờ tôi thấy không ổn, phải giải thích kỹ hơn nữa. Thì bắt buộc cho Phật tử phải trả bài. Thì cái đó là mấy người gạo cội trả trước. Còn mà trả toàn diện bài kinh số 6 thì dễ thôi, nó có bài bản cái học thuộc lòng này trả. Nhưng mà quý vị phải học thuộc lòng á. Bởi vì cái bài này cái là cái sanh tử của mình. Cái bài kinh gối đầu giường tôi đã nói rồi. Đức Phật giảng rồi 60 vị, 1.200 năm chục vị, 60 vị đắc quả là. Xá Lợi Phất giảng cũng 60 vị rồi, vị Tỳ Kheo Sao giảng 10.000 vị. Cái này là trong kinh ghi ở phải của tôi. Mà tôi thấy bài kinh rất là thâm thúy, bài kinh rất là bí hiểm. Thì mình phải cố gắng mình moi móc ra. Thì tôi gần 30 năm hôm nay mới thấy nó sáng tỏ. Thì tôi nói muốn quý vị phải nắm vững nó. Thành ra tôi cho photo ra. Thì bây giờ chúng ta cầm cái bài này lên để tôi giảng từng chi tiết. Rồi quý vị về học thì kỳ tới là trả, nếu nếu mà xong kỳ này á, mà chưa nữa thì thêm một lần nữa, rồi chúng ta sẽ qua bài kinh 66 trả toàn diện. Thì ai cũng phải trả hết, nó dễ thôi, nó bài bản sẵn. Rồi chúng ta bắt đầu câu số 1, tức là giải thích nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái và cho thí dụ. Khi nó qua mắt, qua lỗ tai, qua lỗ mũi, qua cái lưỡi, qua cái thân, thì chúng ta phải cho mỗi cái mỗi thí dụ. Thì cái này là mấy người gạo cội giỏi mới có thể làm được. Thì mấy người kia ngồi nghe thôi, rồi trả 3, 4, 5, 6 lần gì đó. Mình có trình độ, mình làm một cái bài rồi mình học thuộc lòng. Chứ bởi tôi không cho cầm giấy nữa nha, từ nay không có cầm giấy nữa. Tại sao? Vì tôi không phải là khó. Nếu quý vị thuộc lòng đó là ai lại gia quý vị đã tràn đầy rồi. Cũng như quý vị niệm Phật mà tới chừng khỏi niệm là câu niệm Phật nhập tâm. Rồi quý vị làm bài sẵn rồi, quý vị học thuộc lòng là nó đã nhập tâm rồi. Cũng giống như đi học thôi. Quý vị mua bài ông thầy cho mà ngày mai trả bài nhau, thì quý vị phải học trước 6-7 bữa. Ai mà tối thì 10 bữa. Học một lần không được 10 lần. Người nào tối thì 30 lần, tối nữa 100 lần. Mà không thuộc thì tôi chịu tội. Học huyết còn nó vương tập chúng tử hoài, nhất là những người nào sáng, nghĩa là cái căn cơ, cái tinh thần rất là thoải mái. Mà muốn thoải mái vậy phải nhờ cuộc sống, tức là phải giữ giới cho kỹ. Cha mẹ anh em phải tạo cái điều kiện trong gia đình rất là thoải mái, đừng có chuyện cãi lẫy gây gỗ làm phiền mấy đứa con thì không bao giờ thuộc. Quý vị học 100 ngày cũng không thuộc được. Còn nếu quý vị thông minh mà gặp hoàn cảnh cha mẹ biết thương con, tạo cái điều kiện trong gia đình sống rất là đầm ấm, thương yêu nhau, thì quý vị chỉ cần tìm cái chỗ vắng học chừng một lần là quý vị thuộc rồi. Thành ra có hoàn cảnh rất là quan trọng đối với người sơ cơ. Thành
Thành ra Đức Phật thường nhắc đó là phải có thiện trí thức, năng thân cận bậc thiện trí thức. Thành ra xã hội bây giờ mà mấy đứa nhỏ hư, một phần lớn là do xã hội, do cái cuộc sống. Cha mẹ nó bây giờ chỉ có biết kiếm ăn thôi, tiền là trên hết. Thành ra cha mẹ vì tiền thì con nó cũng vì tiền, mà vì tiền cho nên thế giới cũng vì tiền. Đây sắp sửa chiến tranh thứ ba là cũng do tiền bạc, do kinh tế. Mà tiền là gì? Tiền là cuộc sống. Nếu mình biết sống đơn giản thì cái tiền bạc đối với mình không quan trọng. Cũng như tôi bây giờ quý vị đưa tiền tôi làm cái gì? Tôi có xài đâu mà tôi có gì, tôi có bữa ngày bữa cơm thôi. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, không nghiện cái gì ngoài bữa cơm vô no bụng thôi. Nghĩa là ăn đồ đừng có độc là được, đồ cơm vô là đủ no được rồi. Một cái ăn thôi, cái mặt thì có hai bộ. Giày dép rồi thì đi chứng khống, cùng lắm là một đối thôi. Ăn, mặc, chỗ ở thì ở ngoài gốc cây. Còn quý vị ấy là cất cái nhà lá, cho mưa đục nắng được. Mà quý vị sống vậy thì bây giờ ít bệnh hoạn. Thì quý vị cuộc đời nó thoải mái thôi. Thành ra do cái miếng ăn, miếng ăn là miếng tồi tàn. Mà quý vị vì cái chỗ đó mà quý vị giết hại cái thân này. Ăn thì muốn ăn thịt chó, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, Tết tới nè. Tết Tết là thịt gà kêu chết chết, giết biết bao nhiêu. Rồi loài thú nó cũng có linh hồn. Linh hồn nó có đụng nó, đâu có giết được, thì nó sẽ thù oán. Quý vị đâu có biết cái đó, quý vị cũng có linh hồn. Quý vị chết là chết cái thể xác thôi. Thành ra khi quý vị học đạo Phật rồi, quý vị biết cái linh hồn là quan trọng nhất. Đừng bao giờ đụng tới nó. Nó trói cột ở trong cái xác thân này, nó cho xác thân là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Chừng nào nó thấy cái xác thân khoảng ta của ta nữa thì nó mới đắc thánh quả được. Mà chừng nào mới có vụ đó. Cái gì ra ai nói xấu một câu, ai bạc tai một câu là nổi sân cháy mồ luôn. Mà có thể người thân yêu nhất của mình, cha mình, mẹ mình, người thân của mình có thể không sân, nhưng mà vậy là hết sân chưa? Ta mà đội Phật nó vẫn còn cái sân. Cái thương yêu cũng là hình thức của sân. Cái thù ghét cũng là hình thức của sân. Cái sân, cái tham cũng một thứ thôi. Tham mà được thì tham thêm là hình thức của sân, mà không được thì sân. Mà tham sân thì đều lọt vào trong cái si mê. Thành ra cái này chúng ta phải đi sâu vào trong đó. Mà bài kinh 66 rất rành, nhất là cái si mê. Tôi chưa từng thấy ai giảng cái si mê cho rành, bất lạc, bất khổ thọ. Thì chúng ta cái này đi sẽ đi tới cùng si mê của 15 hạng chúng sanh. Si mê của địa ngục, của gián, vô gián, tức là sinh lý, vật lý, cũng là si mê. Mà nó khác. Rồi tới ngạ quỷ, súc sanh, cũng là vô minh, si mê, lại khác. Nó không khác mà nó khác. Còn tới cõi người, trời dục giới lại khác, sơ nhị tam thiền khác, tứ thiền khác. Rồi tới nhập lưu nhất lai bất lai khác, A-la-hán lại khác. Thì chúng ta phải phân biệt cho rằng nó nằm ngay trong sắc thân này, nó hơi mờ mờ chút. Nếu chúng ta lấy sắc thân này chúng ta để ý thì chúng ta sẽ hiểu được nó, còn không là không hiểu được. Thành ra tôi thường năn nỉ quý vị về phải sắp xếp để có giờ ngồi thiền. Cái thiền là cái quan trọng nhất. Không thiền, không yên lặng là không hiểu được bài pháp của tôi giảng và không hiểu được con người mình. Mà muốn thiền quý vị phải giữ giới cho kỹ. Mà thời buổi này khó giữ giới. Khó chứ không phải là không giữ được. Nếu quý vị có ý chí thì biết sắp xếp quý vị vẫn giữ được như thường. Một ngày không có một tiếng đồng hồ ngồi thiền thì nửa tiếng. Không được nửa tiếng thì 15 phút. Còn nếu không được nữa thì tôi đem câu xấu chứ còn làm gì được nữa. Quá tệ rồi thì nói cái gì nữa. Thành ra đừng có bị tại gì bởi. Đối với tôi thì một tiếng đồng hồ không được, nửa tiếng hoặc 15 phút. Một ngày ba thời không được thì hai không được thì một. Mà bỏ không có thời nào hết là không được. Cái gì làm con rùa đi, cái gì bò mái. Tôi đã nói rồi, chạy không được thì đi không được, thì bò không được, lết không được thì lúc đó.
Còn không làm gì hết là không được. Đấy, mình cố gắng mình tu thì từ cái hoàn cảnh nó sẽ đến với mình một cái hạnh phúc tốt. Quý vị tạo một cái hoàn cảnh tốt thì nó chiêu cảm cái tốt đến với quý vị. Không bao giờ quý vị làm phước mà sanh tội, không có vụ đó. Mà quý vị không làm phước gì hết mà cái tâm luôn luôn nghĩ tới điều thiện, đó là phước rồi. Còn bố thí cho cái đóng mà vì danh lợi thì cái này là khác nữa. Cái tâm là cái chánh. Ở đây thì tôi nắm cái tâm. Tất cả những cái câu hỏi ba bài đó đều ở cái tâm, cái cốt lõi là ở tâm. Chứ không phải ở cái hoàn cảnh, là quý vị cứ chạy theo hoàn cảnh, quý vị bị tôi gạt chỗ đó. Mà tôi từng nhắc hoài, ở đây tôi giảng đạo Phật là giảng cái tâm nha. Mà cái tâm mà không dính mắc vào đâu mới là A-la-hán thôi. Mà cái tâm tùy thuận thì đó là Như Lai. Mà dính mắc cái gì mới được? Dính mắc vào sắc thân, dính mắc vào dây thần kinh cảm giác thọ, dính mắc vào cái phân biệt của tư tưởng, dính mắc vào ý chí, dính mắc vào kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, còn phải hiểu cho rành. Thì thôi giờ trở lại, quý vị lật cái tờ giấy và kinh 66 ra để tôi giảng rồi quý vị nhớ, quý vị về ôn lại, heo còn phải nghe đĩa lại, nó hơi khó đấy. Nhưng mà sau khi tôi giảng rồi quý vị học thuộc lòng, quý vị thấy nó cũng dễ thôi. Ở đây giờ phong trào học đang lên đó, tôi thấy tôi rất mừng, tôi cũng cố gắng, tôi cũng yếu đấy, nhưng mà tôi cố gắng giảng thôi. Chừng nào tôi giảng hết nổi tôi vô Lò Thiêu thì thôi, còn sức thì tôi cố gắng giảng. Thì phong trào học của đây tôi thấy càng ngày càng lên, cái gì trả bài rất hay. Nhưng mà như tôi nói đó, trả bài giảng bài thôi, rồi chi tiết cũng có người đi tới, mà cái cốt lõi thì không ai nắm được hết đó. Tôi tiếc chỗ đó, nhưng mà rồi quý vị sẽ nắm được cốt lõi qua cả bài kinh 66 này. Thì tôi nói tạm dừng ba cái bài này, rồi qua bài kinh 66 chúng ta trở lại nữa với một sức sáng tỏ và rõ ràng hơn. Tự mỗi vị sẽ thấy ở chỗ đó. Bây giờ quý vị cầm tóm tắt bài kinh 66 ha. Phần thứ hai là trình bày kinh 66, tức là 36 pháp. Một là sáu căn theo chiều dọc, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và theo chiều ngang là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Thì chúng ta nên nhớ mắt tiếp xúc với sắc trần. Thì tôi thường cho mắt là sinh lý, tức là địa ngục hữu gián, ở đây có sự sống mà chưa có cái biết. Còn trần là địa ngục vô gián, không có sự sống, không có cái biết. Hai cái này làm duyên với nhau, kêu là duyên khởi. Thì nó sanh ra, nó phát hiện ra nhãn thức. Nhãn thức là cái nhìn mà từ xưa giờ tôi không có rõ cái này. Cái nhìn đây đó tức là nhận sự vật thôi, chứ chưa có cái biết. Thí dụ như tôi nhìn cái ly, thì cái ly nó nằm trên chồng đen tôi, chỉ có vậy thôi. Còn cái đó là cái ly, cái gì không biết, có vật thôi, cái vật gì là không biết. Tôi nhìn cái hình Phật Thích Ca thì cái nhìn cái hình Phật Thích Ca nó sẽ nằm trên tròng đen tôi. Mà tôi biết hình Phật Thích Ca là chưa có cái biết, chỉ biết là có vật thế thôi. Thì đó là giai đoạn của ngạ quỷ. Ngạ quỷ quý vị để ý nha. Còn tới dưới cũng vậy, do duyên lỗ tai, do duyên thinh trần phát hiện nhĩ thức. Cái lỗ tai tôi ngồi đây, rồi tôi nghe tiếng chim thì tôi nhận là có âm thanh, mà âm thanh đó tiếng chim chưa biết, chỉ biết là có tiếng thôi. Rồi tôi nghe có tiếng chó sủa biết có tiếng, mà tiếng chó hay tiếng là chim không biết, chỉ biết là có tiếng thôi. Cái gì để ý có đó heo, thì biết cái tiếng này đó kêu là lắng nghe, heo, cái kia là nhìn, cái này là lắng, lắng mà chưa có cái biết, cái kia nhìn mà chưa thấy, lắng mà chưa nghe. Nghe nó thuộc về cảm giác, thấy nó thuộc về cảm giác, cái nhìn là chỉ là nhận sự vật, lắng cũng là nhận sự vật thôi.
cái gì để ý xuống dưới ha, rồi cái mũi với hương trần, cái lỗ mũi mình, cái gì đốt nhang thì biết có mùi, nhưng mùi gì không biết, biết có mùi thôi, mùi tôm, mùi thối, mùi nhang hay mùi phấn, không biết, biết có mùi nhớ. Thành ra cái chỗ đó đó, thành ra sắc thinh hương vị xúc, khi cái lưỡi tiếp xúc với cục đường thì nó không biết là cục đường, nó chỉ biết có cái vật ở trên lưỡi, có cái gì ở trên lưỡi, mà vị đó là vị gì không biết. Thành ra tất cả sắc thinh hương vị xúc đều là vật lý, chưa có cái biết, chưa có sự sống, chỉ là một vật trơ trơ thôi. Nó nằm ở trên con mắt, trên cái màng của lỗ tai, trên cái gai của cái lỗ mũi, trên cái gai của cái lưỡi, và trên cái gai của cái bàn tay, của cái thân. Để ý ha, sao quý vị cho thí dụ à, thì tôi giảng rồi quý vị lặp lại, quý vị giảng cho kỹ á, nó ngay trong con người mình thôi. Thì sắc thinh hương vị xúc kêu đó là trần, hay là kêu là vật lý. Còn mắt tai mũi lưỡi thân kêu là sinh lý, tức là có sự sống nhưng chưa có cái biết. Khi hai cái này duyên khởi với nhau thì sanh ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì cái biết này là cái biết lờ mờ của cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, mà chưa có tư tưởng phân biệt. Chưa có tư tưởng phân biệt, chỉ có cảm giác lờ mờ thôi. Thì cái cảm giác này kêu là ngạ quỷ. Thí dụ như tôi tiếp xúc với cái hình Đức Phật, hình Đức Phật in ở trên trồng đen tôi, thì chưa có cái biết, tôi có cái cảm giác lờ mờ là có vật thôi, vật gì không biết. Rồi khi cái lỗ tai tôi nghe cái tiếng chim thì tôi biết có tiếng, nhưng mà tiếng chim tiếng gì không biết, biết có tiếng thôi, cái tiếng nó lờ mờ thôi. Thì bây giờ tôi có cái cảm giác là dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khác, một cách lờ mờ thôi. Thì cái cảm giác này, cảm giác con mắt với cái mũi dưới giống hệt, thì kêu đó là ngạ quỷ, tức là không có tư tưởng phân biệt. Quý vị để ý trong con người quý vị, rồi sau quý vị đắc quả nhập lưu quý vị sẽ thấy rõ nó, còn bây giờ quý vị thấy lờ mờ thôi. Thì lờ mờ đó rất là cõi người và cõi trời dục giới. Còn quý vị không hay gì hết là quý vị ở địa ngục ngạ quỷ. Còn hay rồi quý vị cải sửa nó thì cõi trời người và trời dục giới. Nào mình để ý đó. Còn quý vị thấy rõ nó thì quý vị đắc quả nhập lưu, cũng sự vật đó thôi. Nào để ý nhau. Thành ra khi mà con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thuộc về sinh lý, tức là địa ngục hữu gián, tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc là vật lý, là chưa có cái biết mà chưa có sự sống, thì phát hiện ra nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức. Đây là cái cảm giác dễ chịu, không dễ, không dửng dưng của ngạ quỷ, tức là chưa có tư tưởng phân biệt, chỉ có một cái cảm giác lờ mờ thôi. Nắm được rồi ha. Bây giờ tiếp theo tới ý căn. Ý căn ở đây đó đầu tiên là cái đầu, tức là cái óc. Thì chúng ta thấy ngạ quỷ là cỏ cây chưa có đầu, chưa có đầu. Cái đầu nó dưới đất mà cái ngọn, cái đít nó trên trời. Thành ra chúng ta thường kêu là sống điên đảo. Giải đảo quyền là cho những người giống như cỏ cây, chúng ta kêu là người ngạ quỷ. Thấy vàng thì nhào vô giật chứ không có phân biệt lợi hại gì hết. Thấy món ăn đói nhào vô giật rồi chứ không có phân biệt gì hết, nên là sống theo ngạ quỷ. Rồi tới có cái đầu thì súc sanh, tức là đầu đít ngang nhau. Quý vị coi loài thú đầu đít bằng nhau thì bắt đầu nó có đầu, nhưng nó chưa có dây thần kinh. Cái đầu khác, cái dây thần kinh khác, con mắt khác, dây thần kinh thị giác khác. Thần kinh thị giác là cái dây lăn tăn từ con mắt đưa lên trên óc,
Thần kinh thính giác là từ cái lỗ tai đưa lên óc. Thần kinh xúc giác của khứ giác là từ cái gai lỗ mũi có dây thần kinh đưa lên óc. Nào thì đây chưa có dây thần kinh, thì đó là loài thú. Mà cái đầu thì nằm ở đâu? Thì chúng ta thấy mắt, tai, mũi, lưỡi đều nằm trên cái đầu. Thành ra cái đầu là tổng hành dinh. Thì sau khi đó, ý căn là cái đầu, nó mới thấy được cái sắc trần nằm ở trên con mắt. Sắc trần nằm ở trên con mắt cũng nằm trên cái đầu luôn. Chúng ta nên nhớ chỗ đó, cái đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều nằm ở trên cái đầu hết. Thành ra đầu tiên đó ngạ quỷ là cái hình Đức Phật nằm ở trên trồng đen. Rồi giai đoạn thứ hai là loài thú mới thấy là cái hình Đức Phật ở trên trồng đen chứ không thấy bên ngoài. 45 phút rồi. Tôi nói cái gì nhớ không? Giai đoạn đầu á là con mắt với hình Đức Phật. Thì hình Đức Phật nữa là tôi nói sâu rồi, hình Phật đó chính là cảnh giới thiệt đấy. Nó là do những cái chủng tử kết hợp lại đó. Nhưng mà khi con mắt nhìn nó rồi, nó lại in trên trồng đen. Thì giai đoạn đầu chưa có cái biết. Giai đoạn thứ hai là cái trồng đen mới thấy hình Đức Phật ở trên trồng đen, chứ không phải ở ngoài nha. Bây giờ nhớ chỗ đó. Thành ra giai đoạn đầu này khó vô cùng, người trả là khó đấy. Chừng 2-3 lần nữa mới trả. Rồi giai đoạn thứ ba là cái đầu á mới tiếp xúc với cái hình Đức Phật ở trên dây thần kinh, thì nó mới sửa lại cho nó rõ ràng hơn. Thì bây giờ cái sắc trần thành ra pháp trần, thành ra pháp trần. Nghe kịp không? Nghe tôi kịp không? Kịp thì tới tôi dẫn lại nữa. Rồi nghe cái đĩa, rồi cái tới lỗ tai cũng vậy. Cái lỗ tai này tiếp xúc với cái âm thanh, ví dụ âm thanh của con chó nó sủa, thì cái âm thanh này nó nằm ở trên cái màng nhĩ, chưa có tư tưởng phân biệt. Thì màng nhĩ nó nhận là có tiếng, nhưng mà tiếng gì thì không biết, có tiếng thôi. Rồi cái đầu mới tiếp xúc với cái tiếng chó sủa ở trên màng nhĩ, thì giờ nó sửa cái tiếng này cho rõ là tiếng này là tiếng chó sủa. Thành ra ngạ quỷ chưa có cái biết, chưa có tư tưởng, súc sanh bắt đầu có tư tưởng. Tư tưởng lờ mờ, nhưng mà tư tưởng chưa biết cải sửa. À, con chó này tiếng chó sủa, tiếng chó gì? Không biết. Nó chỉ có một cái tư tưởng phân biệt là tiếng chó với tiếng chim với tiếng người ta thôi. Mà chó này là chó gì? Chó con hay là chó lớn hay chó bẹt rê hay là chó mực? Nó không phân biệt được. Nó chỉ có tư tưởng lờ mờ thôi. Thì tất cả những cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sắc, thinh, nương, vị, xúc thì đều là ngạ quỷ. Thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là cái cảm giác của ngạ quỷ, là cái biết mà chưa có tư tưởng phân biệt, rồi hành động theo cái cảm giác lờ mờ đó, do thân, do miệng, thành ra kêu là ngạ quỷ. Mà nếu chúng ta dính mắc vào đó, chúng ta dừng ở đây, thì chết chúng ta thành cỏ cây. Nó đại khái là như vậy. Nghe không? Rồi nếu mà chúng ta có cái đầu, chúng ta nên nhớ cỏ cây chưa có đầu. Chưa có đầu. Nó chỉ có một cái gốc cây thôi. Có cái rễ thôi. Cái đầu không có mắt, tai, mũi, lưỡi gì hết. Nó chỉ có một cái rễ ăn xuống dưới thôi. Thành ra mới kêu đầu ở dưới đất mà chân ở trên trời. Đầu gốc cây là ở dưới đất, còn cái ngọn cây lên trên. Thành ra kêu sống lộn ngược. Trong kinh kêu là điên đạo. Tới Du Lan Bồn kêu giải đảo quyền. Nếu cha mẹ mình hay mình mà sống lúc còn sống, thích ăn cho ngon, thích vàng bạc, mà không có cái tư tưởng suy nghĩ gì hết,
Có người thấy vàng là dễ vô giật và giết người ta chết để mà lấy vàng, vẫn có như thường. Chưa có chú thanh niên nào mà 17, 18 tuổi vậy đó, giết hết cả gia đình, cha mẹ giết hết anh em, còn có chú trai bị chặt đứt cái cánh tay. Mà ngay cái tiệm vàng mới mở cửa buổi sáng nó vô nó làm đi, thì đó báo đăng đâu Hà Nội á, ngạ quỷ, không có sự phân biệt. Thấy vàng là ham thôi, bị nó nghèo quá, giờ nó thấy cái tiệm vàng lớn quá, mà bây giờ buổi sáng chưa có ai, nó vô nó làm. Thì chúng ta thấy nếu cái tâm mình như vậy là cái tâm ngạ quỷ, thì làm sao? Thì phải tu tập cải sửa chứ làm sao giờ. Phải đi chùa, tọa giới, niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Có người niệm Phật đếm từ 1 tới 10, một năm mà cũng chưa được nhất niệm. Muốn nhất niệm phải làm sao? Phải được thầy sáng, bạn lành, đi chùa, đi có bạn tốt, rồi có cái hoàn cảnh thuận tiện. Rồi từ từ, thì chúng ta thấy cũng như cái lúc mẫu giáo ấy. Có đứa học một năm mà lên, có đứa một năm lên hai ba lớp, có đứa 5, 6 năm, 7, 8 năm ở lớp hoài mà lên không được. Tại cái căn của mỗi đứa mỗi khác. Thì nếu là một thầy giáo hiền từ, một người mẹ tốt, thì phải cố gắng dìu dắt nó hoài, phải chịu đựng với nó, phải ăn nằm với nó, dẫn dắt nó từ chút, còn bỏ nó thì nó thành đất đá luôn. Nó giết người, nó trở nên điên. Thì chúng ta thấy nhà thương Biên Hòa, những đứa điên nó vô đó, nó có cái biết. Nó hiểu là nó bất cước, nó ăn. Rồi mấy người bạn nó đánh, nó đè, nó nhắc vô. Nếu chị không tin là lên nhà thương Biên Hòa thì biết tôi có đi lần thôi. Vô đó rồi mới thấy cái cuộc đời nó thì không còn ham muốn một cái gì hết. Mấy đứa điên nó đâu có biết cái gì đâu. Thì mình đó một lần rồi mình mới biết cái cuộc đời là do cái nhận thức của mỗi người. Về cố gắng tu làm sao thoát được. Mà muốn tu đời đầu tiên là phải có thầy sáng, bạn lành, sống có hoàn cảnh phải thuận tiện. Gần mực thì đen mà. Là mình phải cố gắng là bền bỉ hoài. Té rồi phải cố gắng ngồi dậy nghỉ, mệt rồi đi mạnh hơn nữa. Thì quý vị té là nằm giả, nhất là thời buổi này. Thành ra tôi giờ tôi cũng hơi sợ đó. Bây giờ tôi không mới dám nói thẳng nữa. Thì có nhiều người nói sư nói thẳng, có nhiều cô giận sư đó. Thì tôi nghĩ là tôi muốn tất cả đều mà thời buổi này không nói thẳng là làm biếng lắm. Nhưng mà tôi nói 10 người có một người giận tôi thôi, một hai người thôi, còn đa số là rất kính tôi. Mà nếu mà chiều chiều họ không có tu, cứ biết vậy đó. Thì tôi thấy có nhiều người có niềm tin là nó tôi phải nói rồi họ tu. Nhưng mà có khi tôi lại lầm. Đó, họ tức hỏi có như cái cô gì ấy mà tôi nói sao lúc này cô không có đi tỉnh xá được, nó đi lại đó để cho sư chửi hả? Thì tôi không ngờ là tôi nói là muốn khuyên, chứ tôi tu vậy mà tôi chửi để làm cái gì tôi. Nhưng mà tôi muốn mới tất cả mọi người đều thành Phật, chứ tôi không muốn thành trời nữa. Tôi nói thật, sanh về cõi trời tôi không ham, giàu sang quan quyền vua chúa sự sung sướng thanh nhàn cõi trời tôi cũng chạy. Mà tôi không muốn Phật tử đi vào đó. Nếu tệ lắm là giảng sanh về khỏi Phật, về đó là nập luôn. Tự do đầu tiên và tự do cuối cùng. Còn nếu quý vị cõi trời, quý vị lẫn quẩn cả trăm cả ngàn kiếp, không biết chừng nào mới ra được. Mà lên đó cõi trời phi tưởng rồi, quý vị thấy còn đọa xuống súc sanh đó. Một phút mà lầm lỗi là xa đọa xuống liền. Bị cái thế mà tư tưởng nó nguy hiểm lắm. Nhất là những người mà thông minh như quý vị thì hãy làm Phật làm được, mà không làm Phật thì xuống địa ngục. Đôi khi gốm vậy đó. Thành ra sư trưởng thường nói nhị tổ giác chánh nhắc ngoài, bên chùa tu người trời, còn mấy ông là tu Phật. Nếu không thành Phật thì thành ma, chứ mấy ông không thể thành người trời được. Tại sao vậy? Tại vì khất sĩ không có làm gì hết, đi xin ăn, ngồi thiền, ngày thì đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không làm cái gì hết. Cái chính không làm đó mới là thành Phật, mà chính không làm mới là thành ma. Ăn của người ta ăn thiệt mà làm giả, ăn thì ăn thiệt mà không tu gì hết, cứ tà tà gì chơi thôi. Rồi gạt Phật tử, gạt mình thì trước nó chết rồi là phước báo cũng không có.
mà làm tội lỗi không, mà biết Phật tử vô đây người ta cúng là mồ hôi nước mắt của người ta. Vì Phật tử ngoài có nhiều người không dám ăn, mà mua đồ quý đồ mắc cho quý sư, cúng dường cho quý sư. Ăn là chết nếu mình không tu. Thành đó nó khó khăn ở chỗ đó. Tôi không dám giải đãi, tôi già cho tôi cố gắng thôi. Thành ra Đức Nhị Tổ Giác Chánh nói hoài, sư trưởng nói mấy ông tu đây là một Phật một ma. Nếu không thành Phật mấy ông thành ma chứ không thành người trời được. Còn bên chùa người ta có thể thành người trời, bởi vì người ta có lợi, ta có tay có ống, ta chạy không đa, ta ra chợ người ta mua đồ, ta nấu ơn đó. Còn mấy ông là Phật tử nấu cho mấy ông ăn thôi. Nhưng ông chỉ có người tu và tham thiền cái pháp lý cho nó vững chắc. Và khi giảng cho Phật tử pháp lý mà ông phải thực hành trước. Mà pháp là thầy của tất cả mọi người, thầy của ba đời chư Phật. Chỉ còn có pháp lý thôi, đạo Phật chỉ có pháp lý thôi. Mà pháp phải là chánh pháp, tức là pháp sát na. Pháp chu kỳ thì dễ hiểu thôi, chu kỳ thì khó học cũng biết. Nhưng mà pháp sát na là khó hiểu. Nó đứng lặng mà chuyển biến. Nó còn mãi mãi, nó là cái nền tảng của thần thức của A-lại-da để cho chu kỳ là tư tưởng phát hiện. Nắm được nó là nắm cái cốt lõi của đạo Phật. Thì tôi mới nói cốt lõi là tôi nói cái này đó. Tôi đã nhức nhối, tôi muốn cho Phật tử làm sao giảng gì giảng rồi cũng phải nắm về cái cốt lõi của đạo Phật, tức là thế giới của sát na. Thì chúng ta cố gắng tìm hiểu học hỏi lại. Thì trong bài kinh 66 này đầy đủ hết. Trong gần 30 năm tôi đã giảng và tôi nghiên cứu đi tới đi lui hoài, thì tôi thấy nó tương đối sáng tỏ. Vì tôi cũng năn nỉ quý vị cố gắng học ôn tới ôn lui. Thì trong A Lại Gia mình nó đầy đủ, thì bài kinh 66 nó nhập tâm. Thì chúng ta phải có thời giờ ngồi thiền, cũng như con trâu ăn cỏ vậy, chúng ta ốc ra, chúng ta nghiền ngẫm. Thì mai ra chúng ta đi tới nhị thiền, tức là niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Thì quý vị có thể nhận được cái bất tử, nhận được cái bất tử. Còn nếu không nhận được thì quý vị đã nhất niệm rồi, thì xin phát nguyện một cái là giảng sanh về hạ phẩm, hạ sanh, trung sanh hoặc là thượng sanh. Về đó là quý vị chắc chắn là phải đắc quả nhập lưu thôi. Rồi quý vị ở tu thời gian đắc quả như Đức Quan Thế Âm, thì quý vị có thể trở lại đây giúp đỡ chúng sanh ở đây đều giảng sanh về cực lạc. Đó là cái ý muốn của Phật Thích Ca và cũng là của tôi. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng cầu chúc cho pháp hội của chúng ta và toàn thể pháp giới đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật.